Thưa quý vị, mặc dù mỗi năm đều có nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến pháo nổ gây thương vong đã xảy ra, nhưng cứ đến gần dịp Tết Nguyên Đán, không ít thanh thiếu niên, trong đó đa phần là các em học sinh, vẫn lén lút mua các vật liệu tiền chất trôi nổi, sau đó tự chế thành pháo nổ. Chương trình vừa có ghi nhận về thực trạng đáng báo động này tại tỉnh Đắk Lắk. Đây là 6 học sinh của các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn xã Ea Uy, huyện Krông Bắc, Đắk Lắk. Được biết, sau khi mua hóa chất trên mạng, các em vào YouTube xem hướng dẫn rồi chế tạo pháo. Ngoài để đốt dịp Tết, các em còn bán cho bạn cùng trường, giá từ 5.000 đến 30.000 đồng một quả pháo. Tại nơi ở của 6 học sinh, công an thu giữ 3,5 kg hóa chất và 56 quả pháo tự chế. Cháu và cùng mấy bạn góp được 100.000 và học hỏi trên mạng để mua chất ca xe lũ ba và lưu hình và nắp chi. Một thanh thì tự giả. Sau đó bọn cháu vào Youtube để học hỏi cách chế tạo pháo. Một Hôm nay các chú công an đã giải thích cho cháu và các bạn hiểu chế tạo pháo dẫn đến hậu quả chết người. Còn đây là 1,1 kg tiền chất mà lực lượng công an vừa thu giữ tại nhà một học sinh thuộc trường trung học cơ sở trên địa bàn xã Eana, huyện Krong Được biết, học sinh này đặt mua trên Shopee các hợp chất như kali chlorat, bột lưu huỳnh, bột than, natri, sau đó tự trộn thành hợp chất dùng làm thuốc pháo và bán cho 8 học sinh khác trong trường các em đã tự cuốn giấy thành pháo và đốt gây tiếng nổ. Tại tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua đã có nhiều trường hợp thương vong do chế tạo pháo nổ. Tuy địa phương đã triển khai biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, tuyên truyền cho các em học sinh và người dân không buôn bán, vận chuyển, chế tạo pháo nổ, nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn. các à, cái lứa tuổi học sinh trung học cơ sở rất là tò mò, hiếu đồng, chưa hình dung được là cái hậu quả nó xảy ra. Cho nên vấn đề này chúng tôi cũng muốn rằng là các cơ quan chức năng liên quan quan tâm đến cái vấn đề bán những cái hóa chất hoặc là đăng những cái YouTube mà hướng dẫn những cái chế tạo cái pháo nổ ở trên các cái trang mạng xã hội. Tai nạn do pháo nổ thường ở mức độ nặng và rất nặng, có nhiều thanh thiếu niên đã tử vong hoặc bị thương tật như cục tay, mù mắt. Do đó thanh thiếu niên, học sinh và người dân cần chấp hành quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng pháo nổ, không chế tạo thuốc nổ, pháo nổ gây nguy hại cho bản thân và xã hội.